quý vị theo cùng tuyên truyền vận động các hộ gia đình thực hiện phân loại, xử lý rác thải từ hộ gia đình, qua đó góp phần làm giảm khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh phải vận chuyển, xử lý, đồng thời tăng cường tái sử dụng chất thải hữu cơ, tạo nguồn phân bón sạch cho cây trồng. Ấp Lô 2 là một trong số các ấp đầu tiên của xã Hưng Yên thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, tái sử dụng nguồn rác hữu cơ làm phân bón. Sau khi được lắng nghe và tiếp thu về thực hiện quy trình phân loại rác sinh hoạt tại nguồn gắn với thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, các chị em hội viên nơi đây đã khá thành thạo với việc phân loại rác thải sinh hoạt, xem đó là một thói quen thực hiện thường xuyên, không chỉ xây dựng môi trường sống thêm xanh sạch đẹp mà còn thể hiện ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo vệ môi trường. Em được tặng 2 thùng rác thì em về em phân loại 2 rác như hữu cơ, vô cơ. Hữu cơ thì em đem để trồng cây đắp vô cây, còn vô cơ thì mình đốt, rồi chai nhựa thì bỏ vô á, mình để dành đổi bóng vậy đó. Nói chung là lúc cho thì mấy chị em phụ nữ người ta cũng có hướng dẫn mình vậy rồi mình làm theo. Thì như em rau củ quả mình đem về mình gọt thì cái vỏ mình đem mình bỏ vô cây. Dạ, cho cây có, nói chung là mình đợi đắp gốc cây, cây cái nó tốt lắm. Nên là được sự vận động của địa phương với bên ngành phụ nữ rồi á, chị em cũng động viên là cho mấy chị em tôi ở đây là gác là phân ra 3 loại. Như loại chai thì để riêng, còn cái loại giấy bọc á, thì đem đi có lò đốt. Còn cái như vỏ bầu, vỏ mướp, trái cây đồ đó là mình lắp vô gốc cây để mình làm phân. Ở đây thì cũng đồng tình với địa phương là bên phụ nữ rồi cũng động viên vậy thì chị em tôi cũng chấp hành làm cũng tốt đẹp. Từ những hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ phân loại rác sinh hoạt hộ gia đình của ấp Lô 2, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hưng Yên đã nhân rộng đến 8 ấp còn lại. Theo đó, tích cực vận động các hội viên phụ nữ cùng phân loại rác trong sinh hoạt hàng ngày. Một là đối với rác tái chế như những loại chai nhựa thì thu gom lại để tái sử dụng, tái chế thành các vật dụng hữu ích cho gia đình hoặc bán cho người thu mua da chai. Hai là rác vô cơ như nhãn chai, túi ni lông các loại, hộp cơm, văn phòng phẩm, đồ gốm sứ, thủy tinh, cặp da, túi xách, quần áo vân vân có đặc tính khó phân hủy nên cần được thu gom đưa đi xử lý theo đúng quy định. Ba là đối với rác hữu cơ là các chế phẩm rau củ quả trái cây, các loại hoa lá cây cỏ, bã trà, bã cà phê có đặc tính dễ phân hủy nên các hộ gia đình dùng để chôn lấp, ủ làm phân bón hữu cơ để bón cho cây trồng. Việc phân loại 3 loại rác này không quá khó khăn phức tạp nhưng rất cần đến ý thức tự giác của các hộ gia đình. Từ bước thì xây dựng chị em thì vận động chị em thực hiện cái mô hình hạn chế sử dụng túi ni lông. Qua một thời gian thì cảm thấy cái mô hình đó nó cũng chưa có hiệu quả lắm. Thì cũng tuyên truyền chị em về phân loại rác hộ gia đình. Thì trên địa bàn xã hiện nay thì chính chi hội là bằng với chính ấp có 75 tổ dân tự quản thì cũng bằng với 75 tổ phụ nữ. Thì cũng vận động xin bằng cái nhiều cái hình thức chị em là cũng như là sinh hoạt tổ nhóm câu lạc bộ. Thì đến nay thì cũng xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền vận động, chủ động ban hành các kế hoạch phối hợp thực hiện với các hội đoàn thể trên địa bàn, mà đến nay nhận thức của các hộ gia đình trong thực hiện các phần việc bảo vệ môi trường của huyện An Biên có nhiều chuyển biến đáng kể. Toàn huyện hiện có hơn 41,8% hộ gia đình thực hiện phân loại rác tại nguồn. Để thuận tiện hơn cho người dân phân loại rác, huyện An Biên cũng đã bố trí thêm 550 thùng chứa rác loại 240 lít có 3 màu, quy định cho 3 loại rác khác nhau tại các tuyến giao thông chính, cụm dân cư và trục lộ 966 của xã Đông Yên để phục vụ công tác thu gom rác thải của người dân sau phân loại. Ngoài ra, việc bố trí thùng chứa rác khác màu này sẽ giúp cho người dân từng bước tiếp cận với quy định chung của huyện về phân loại, nhận biết các loại thùng chứa cho từng loại rác. Cũng có phối hợp với phụ nữ, đoàn thanh niên, tập trung là tuyên truyền vận động
đối với các hộ gia đình và phân loại xử lý đối với các loại rác thải ở tại hộ gia đình. Trong đó thì phân ra làm các cái loại như là rác thải hữu cơ, rác thải hữu cơ và các loại rác thải khác để phân loại rồi xử lý theo cái đúng theo cái hướng dẫn cũng như là cái luật bảo vệ môi trường đã quy định. Thì qua đó thì nhìn chung thì cũng được đa phần cái người dân thực hiện nghiêm túc, thì ý thức của bà con thì cũng nâng lên, góp phần trong cái việc giữ gìn cái vệ sinh môi trường cũng như là cái cảnh quan môi trường ở nông thôn ngày càng xanh sạch đẹp hơn. Cùng với việc vận động phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, An Biên cũng thực hiện các đề án gắn với phục hồi cảnh quan, cải tạo hệ sinh thái ao hồ và các nguồn nước mặt trên địa bàn huyện, từng bước đưa nước sạch về nông thôn. Hiện toàn huyện đã có hơn 12.700 hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, đạt tỷ lệ 46,1%. Qua đó phần nào nâng cao chất lượng sống của người dân trên địa bàn, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao ở các địa phương. Xưa thì nó như mình pha cái nước thì nó xài nó bị phèn, nó vàng đó. Rồi sau này giờ có nước sạch thì nó sạch sẽ, nó khỏe hơn. Giờ chống người ta tẩy hoài à. Đẩy mạnh thực hiện các phần việc trong bảo vệ cảnh quan môi trường nông thôn đã phần nào giúp người dân trên địa bàn nâng cao ý thức trong giữ gìn vệ sinh môi trường. Các hộ gia đình cùng tích cực chung tay với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chỉnh trang lại khuôn viên trước nhà, làm hàng rào, cột cờ, gắn với công trình thắp sáng đường quê, từng bước xây dựng đường làng ngõ xóm thêm sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn, góp phần xây dựng những vùng quê An Biên thêm phát triển giàu đẹp. Mới chỉ đạt 85,73%, cơ bản vẫn còn thấp so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ huyện đã đề ra. Do vậy, cùng với những nỗ lực của ngành bảo hiểm xã hội huyện thì rất cần đến sự chung tay vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và cả cộng đồng xã hội trong thực hiện toàn diện và hiệu quả các giải pháp để nâng cao tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn. Chính sách bảo hiểm y tế luôn vì quyền lợi của người dân, giúp người tham gia có thể yên tâm hơn trong cuộc sống. Nếu không may gặp phải rủi ro bệnh tật, sẽ giảm bớt gánh nặng tài chính, như trường hợp của ông Trần Văn Nhã, 63 tuổi, cư ngụ ấp Ba Biển B, xã Nam Yên, huyện An Biên. Ông Nhã cho biết, vào năm 2022, ông cảm thấy khó thở, phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang vì căn bệnh nhồi máu cơ tim. Với căn bệnh này, ông phải đặt tên 2 lần, để nông mạch vành. Lần thứ nhất vào tháng 4 năm 2022 phải đặt 2 tên với chi phí gần 120 triệu đồng. Số tiền này quá lớn đối với hoàn cảnh kinh tế gia đình hiện tại. May mắn bản thân ông Nhã đã tham gia bảo hiểm y tế được thời điểm trên 5 năm liên tục nên gia đình chỉ bỏ ra 23 triệu đồng. Do trong 1 năm tài chính, ông Nhã đã chi trả số tiền hơn 6 tháng lương cơ sở là 8 triệu 940 ngàn đồng. Nên ông Nhã đã được hướng dẫn làm hồ sơ thủ tục và được nhận lại số tiền 15 triệu đồng. Và đến lần đặt tên thứ hai vào tháng 6 năm 2022, ông Nhã được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% quyền lợi nên không phải trả thêm chi phí điều trị nào. Như vậy sau 2 lần đặt tên với chi phí hơn 100 triệu đồng thì nhờ tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục, ông Nhã chỉ tốn gần 9 triệu đồng tiền điều trị. Thật sự có rơi vào hoàn cảnh bệnh bất ngờ như thế này, ông Nhã mới hiểu hết được lợi ích thiết thực của việc tham gia bảo hiểm y tế, đặc biệt là quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục. Thì năm rồi đó chú bệnh thì cũng nhiều, bệnh nông mạch vành tim gì đó mà nào ngay chú tham gia bảo hiểm thì hàng năm. Năm nào chú cũng phải mua hết đó, nhờ có bảo hiểm đó mà nó đỡ cho cái tiền chi phí bệnh viện rất là nhiều, thì cũng bảo hiểm chi trả lại là cũng hoàn tất, thấy cũng tốt. Mình thử ra chú Mỹ nhẹ tiền chứ không thôi là nặng tiền lắm á.
Thì nói chung là cả nhà chú là lớn nhỏ là đều có, còn mọi người xung quanh ở đây thì chú nói không có bảo hiểm là chết rồi. Mình cũng nói với người ta cái chuyện mà phải tham gia bảo hiểm như thế nào, lết như thế nào đó, thì mình cũng nói với người ta. Cùng nằm trên địa bàn xã Nam Yên, chúng tôi đến thăm chị Lê Thị Kiều, từng mắc bệnh phải tốn chi phí điều trị hàng chục triệu đồng vào cuối năm 2022. Chị Kiều chia sẻ, trước đây do bản thân còn chủ quan nên lơ là, không quan tâm gì đến việc mua thẻ bảo hiểm y tế. Đến khi phát bệnh bất ngờ thì xem lại thẻ bảo hiểm y tế lại hết hạn sử dụng, nên gia đình phải bỏ ra hơn 30 triệu đồng để điều trị. Qua lần này, chị Kiều mới hiểu hết được giá trị của thẻ bảo hiểm y tế và cùng nhắc nhở thân nhân, dòng họ, bà con hàng xóm xung quanh cần duy trì mua thẻ bảo hiểm y tế thường xuyên liên tục để đảm bảo quyền lợi khi khám chữa bệnh và tránh rủi ro về tài chính. Như vậy đó, như là hồi lúc mà hết tái rồi thì chị mua bảo hiểm, rồi trong khi bảo hiểm hết bảo hiểm thì phát bệnh đó thì mình không còn bảo hiểm, tại không có hay, rồi không có mua bảo hiểm lại thì mới đưa đi lên trên Bình An nhập viện á, thì nó khám nó chỉ cho mình là uống thuốc là để cho nó giảm đau, đặng mình mua bảo hiểm là chờ bảo hiểm một tháng sau mới có, không có phẫu thuật không gì hết trơn, chỉ uống thuốc thôi. Mấy ngày đầu thì chích thuốc, chích đâu 2 ngày gì đó mà thấy đơn sơ thôi, đâu có gì đâu mà chị tốn cũng hết, ăn uống này nọ kia nọ cũng hết 30 triệu chứ đâu có ít đâu. Rồi thành thử ra bây giờ bảo hiểm mới vừa hết thì cô chị cũng mua lại luôn. Xác định bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội hàng đầu, nên thời gian qua các cấp ủy đảng, chính quyền trong huyện An Biên đã kịp thời ban hành nhiều giải pháp thực hiện về công tác bảo hiểm y tế nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, tính đến hết tháng 6 năm 2023, toàn huyện An Biên có gần 91.000 người tham gia, đạt tỷ lệ 84,56% so với kế hoạch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Tỷ lệ bao phủ hiện chưa đạt theo chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng đề ra. Do vậy, để góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, cùng với công tác chỉ đạo và điều hành, huyện An Biên đang tích cực thực hiện nhiều giải pháp nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong huyện về thực hiện tham gia bảo hiểm y tế, đặc biệt chú trọng tuyên truyền, vận động một bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ về quyền và lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế, chưa có ý thức phòng xa, chia sẻ rủi ro, hỗ trợ giúp đỡ cộng đồng thông qua chính sách an sinh xã hội ưu việt của bảo hiểm y tế mang lại. Trong cái thời gian tới thì đã đạt được cái nghị quyết đề ra là 94% tỷ lệ bao phủ, cũng như là cái hoàn thành cái chỉ tiêu kế hoạch mà Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, thì cũng xin kiến nghị đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện quan tâm quyết liệt thực hiện một số cái nhiệm vụ trọng tâm như sau. Thứ nhất là phải chỉ đạo cho các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội ở tại địa bàn các xã thị trấn phải quan tâm lãnh đạo chỉ đạo rồi tuyên truyền, đặc biệt là phải nâng lên được cái đẩy mạnh, nêu bật lên được cái lợi ích khi mà tham gia bảo hiểm y tế, để cho người dân có những cái ý thức tự giác khi tham gia bảo hiểm y tế một cách tự nguyện, rồi khắc phục được cái tâm lý là trông chờ ỷ lại vào cái sự hỗ trợ của nhà nước. Bảo hiểm y tế là một trong các chính sách an sinh xã hội mang tính nhân văn của Đảng và Nhà nước ta. Tham gia bảo hiểm y tế chính là góp phần thực hiện an sinh xã hội bền vững. Đây là một trong các chỉ tiêu trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt từ 94% trở lên đang là việc làm được cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện An Biên đặc biệt quan tâm thực hiện trong thời gian qua. Tin tưởng rằng bằng nhiều giải pháp thực hiện trong công tác tuyên truyền, vận động theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người sẽ góp phần nâng cao tỷ lệ hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế, đóng góp quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội của huyện An Biên, hướng đến nâng cao chất lượng sống của nhân dân, nhất là người dân sống ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa. Chuyên mục Nhìn về An Biên do Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, Ủy ban Nhân dân huyện An Biên phối hợp thực hiện sẽ được tạm khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.